Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì như ai chưa biết, mình là một seller bán sợi tây. Facebook của mình là Facebook Buy Gas. Và không là các bạn vào cái bay của mình, bay của mình là bay Super Gas. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng MSN. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn gửi hình cho mình, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Qua lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu Marc Jacobs. Thì trước đó mình đã làm một cái phiên bản đời đầu rồi, bây giờ nó sẽ ra một phiên bản khác nữa. Bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Thì bình thường mình order về nó sẽ có những cái bao ni lông và cái dust bag. Thì cái này mình đã làm nhiều trước cái video nhiều rồi mọi người. Bây giờ mình cho nó qua đi ha. Và đây thì hôm nay mình có một cái phiên bản này là cái chất vải của nó mọi người, nó sẽ ok hơn mọi người. Cái kia là bằng vải như là vải bố vậy đó. Còn cái này thì nó có pha thêm canvas, thành ra là nó sẽ mềm mại hơn mà. Các bạn thấy không? Và cái chữ ở mặt trước mọi người nè, nó là dạng thêu chứ không phải là dạng in. Đây, thì cái mặt đời trước của mình này mình đang xài nè, nó là phiên bản dạng như là in lên mọi người thấy không? Và cái chất vải của nó là vải bố mà còn như là nó dày đặc luôn á. Cái này nếu mà các bạn mua ở trên website như có 100 mấy chục đô à, 170 hay 190 đô rồi đó. Còn cái em này là đến cả 275 đô. Tại vì do cái chất vải của nó mà mềm hơn. Cái này là thêu nè, tất cả đây là thêu hết luôn. Và nó có thêm một cái viền nữa. Đó là phiên bản mới cho mọi người. Ở mặt sau thì nó cũng giống như cái kia mọi người ha, nó cũng không khác gì hết. Và đây là cái size của nó là size 26. Cái này là phiên bản của nó là cái phần khóa này nè, là khóa kim loại luôn mọi người. Còn cái của mình nó là bằng nhựa và nó quấn lại thôi mọi người. Và bên hông này nó cũng sẽ có một cái miếng để nó bỏ cái miếng này vào mọi người. Đó. Nói chung là cái em này cái vải của nó mềm, thành ra là khi mà cầm nó cái phong nó thấy mềm hơn nè. Thì thành ra là mình hay nhét thêm những cái đồ vào á cho nó giữ cái phong của mình. Cái quai cầm này mọi người nó cũng sẽ mềm mại hơn cái thằng của mình một xíu luôn mọi người. Cái này thì cái màu của nó dạng như là nó hơi ngà ngà nha mọi người, chứ không phải là màu trắng đâu, nó hơi ngà ngà nè. Nhiều khi trong cái đèn livestream nó chiếu vào mọi người nhìn nó sẽ ấy, nhưng mà nhìn ở ngoài kiểu như là cái màu nó cũ cũ á. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái dây này, thì nó cũng sẽ khác cái phiên bản của mình một xíu mọi người. Cái dây của nó thì nó sẽ có hai màu, màu đen và một cái viền thêm một cái màu giống như là cái túi của mọi người nè. Và cái phần khóa này nó cũng sẽ khác một xíu nữa. Đó là cái phần da nè mọi người. Đây ở bên trong cái này thì nó cũng là một cái màu y chang như là cái viền của cái này luôn mọi người. Thì ở bên trong cái vải của nó cũng mềm luôn. Nó không có giống như là có một cái chất ni lông. Của cái của mình nó có một cái chất ni lông nữa, thành ra là nó sẽ hơi cứng cứng. Còn cái em này là mềm luôn nè. Đó, và cái chỗ này là nó đã theo nè, nó theo ngược lại màu mọi người thấy không? Đó. Thì cái phiên bản này á mọi người, nó chỉ ở bên trong nó sẽ có một ngăn vậy thôi. Còn nếu mà các bạn mua phiên bản da nó sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa để các bạn đựng đồ. Nhưng mà phiên bản da nó sẽ mắc hơn, phiên bản da tầm khoảng 400 đô hay là đổ lên đó mọi người. Bên trong thì nó cũng sẽ có hai cái móc luôn cho các bạn móc, cho các bạn đeo chéo mọi người. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái dây cho mọi người xem ha. Thì đây là cái dây khi mà mình gắn vào mọi người nè, đó. Cái dây này rất là đẹp luôn. Nói chung là nó sẽ hợp với lại cái form của nó luôn mọi người. Cái dây này mọi người có thể để ở đây hoặc là các bạn nhét vào trong cũng được luôn, nhưng mà mình thấy để ở đây thì nó vẫn đẹp hơn mọi người. Đó. Thì cái em này cái chất vải của nó rất là đã luôn mọi người. Nói chung là mình rất là thích cái vải này, nhưng mà cái kia nó giữ form nhiều hơn, nó ok hơn. Cái này thì nam nữ xài đều ok hết. Thì nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ báo giá cho các bạn cái em này. Mình có một cái phiên bản màu là màu này nó ngược lại mọi người. Cái là cái màu này, ở trong đây là màu hơi ngà ngà, còn cái viền là viền đen. Nếu các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình ha. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái tote bag và Marc Jacobs này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm cái chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình. Các bạn cho mình một tim ở TikTok. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người.